Tổng Bí thư Tô Lâm dục tất bất đạt khi chưa có quyền lực tuyệt đối, đánh giá về sự thăng tiến quá nhanh và đầy nghi vấn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo một số ý kiến, dù đang ở đỉnh cao nhất, nhưng ông Tô Lâm khó có thể trụ vững cho được. Việc Tổng Bí thư tới đây sẽ phải bàn giao chức Chủ tịch nước cho một tướng lĩnh quân đội gần như là điều chắc chắn. Trong khi đó, ông Lương Cường là ứng viên sáng giá cao nhất. Theo giới thạo tin, việc ông Tô Lâm nắm giữ hai chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước chỉ là phương án tạm thời, với mục đích để ông có thể sử dụng vai trò đứng đầu Đảng và Nhà nước trong các chuyến thăm tới Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước vào ngày 15 tháng 8, ông Tô Lâm đã nói rằng sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2024. Điều này được cho là một cách lại đánh tiếng với các bậc trưởng lão trong Đảng rằng sẽ không có việc nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Giới chuyên gia đánh giá, ông Tô Lâm làm như vậy là rất khéo léo. Ông đang từng bước thận trọng chỉ củng cố quyền lực trên cương vị Tổng Bí thư và không làm phật lòng các phe cánh khác. Điều đó cho thấy thời gian đầu trong việc tiến chiếm quyền lực, ông Tô Lâm chủ trương thần tốc, sẵn sàng đè bẹp các đối thủ cản đường. Chỉ trong vòng 73 ngày, từ một ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã đoạt được 2 trong 4 ghế tứ trụ một cách dễ dàng và khó hiểu. Khi đó, công luận đặt câu hỏi về vai trò lá chắn cuối cùng để bảo vệ Tổ quốc và chế độ của quân đội đang nằm ở đâu. Tại sao lại để cho một viên tướng đầu lĩnh công an đã và đang làm loạn như thế giữa chốn không người? Việc các tướng lĩnh phe quân đội hầu như không có những phản ứng cần thiết hay án binh bất động là điều có thật. Giữa lúc đó lại xuất hiện tin đồn, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cũng là tay chân của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Song tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn. Mới đây, kênh Trình hình Quốc phòng và lực lượng dư luận viên đang tiến hành một chiến dịch rất lớn để tấn công trường đại học Fulbright Việt Nam. Cáo buộc đại học này là nơi khuyến khích làm cách mạng màu, là lò đào tạo phản động. Trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng hoan nghênh các hoạt động của đại học Fulbright và ca ngợi sự hợp tác giữa giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. Điều đó cho thấy có sự chia rẽ trong nội bộ của Bộ Quốc phòng nói riêng và sự không thống nhất quan điểm đối ngoại giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Bí thư do Đại tướng Lương Cường đứng đầu về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Được biết, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, là một nhân vật thân cận với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và có cùng quan điểm thân Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sẽ đến Hoa Kỳ từ ngày 7 đến 9 tháng 9 sắp tới. Ông Giang sẽ có cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Cũng có thông tin cho rằng Bộ trưởng Phan Văn Giang có thể sẽ ký một thỏa thuận mua thiết bị quân sự từ Mỹ. Đây là tín hiệu cho thấy hai nước sẽ tăng cường quan hệ quân sự và có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng lập trường của phe quân đội thời hậu Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng và dứt khoát. Quân đội chứ không phải công an mới là trung tâm quyền lực. Trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang ở giai đoạn có nhiều xáo trộn và bất ổn như hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm có lẽ chưa đủ thực lực để có được quyền lực tuyệt đối và chủ trương thần tốc của ông đã biến thành dục tốc bất đạt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay. Cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, lãnh đạo có bản lĩnh chính trị tốt là như thế này hay sao? Lúc sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chủ trương giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để trở thành những con người liêm khiết và không bị cám dỗ bởi tiền bạc. Tuy vậy, những lãnh đạo cấp cao là người thân cận với ông Tổng Bí thư như ông Thưởng, Huệ, bà Trương Thị Mai thì ít nhất mỗi vị cũng ấm của dân vài triệu đô la rồi xin thôi chức và được ông Trọng cho hạ cánh an toàn. Đúng ra, ông Trọng phải chỉ đạo xử lý đúng pháp luật, thậm chí phải truy tố hình sự và tịch thu tài sản để sung công quỹ. Vào ngày 27 tháng 8, truyền thông nhà nước đưa tin, Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt OE. A09 đã đề nghị truy tố 14 bị can, trong đó có ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị truy tố nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty Xuyên Việt OE, bà Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Số tiền này được bà Hạnh dùng để mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân và đưa hối lộ. Theo đó, vào năm 2018,
công ty xuyên Việt UE có quan hệ tín dụng với ngân hàng Vietinbank để được ông Lê Đức Thọ, lúc đó là chủ tịch hội đồng quản trị, giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng. Bà Hạnh đã ba lần tặng quà cho ông Lê Đức Thọ, lần thứ nhất là tặng một bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 đô la. Lần thứ hai tại nhà khách tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Thọ số tiền 200.000 đô la. Lần thứ ba vào tháng 5 năm 2022, bà Hạnh mua cho ông Lê Đức Thọ ô tô hiệu Mercedes-Benz trị giá 6,7 tỷ đồng. Trong tổng số tiền hối lộ trên tới hơn 1 triệu đô la, đã nhận của bà Hạnh, bị cáo Thọ nộp lại cho công an hơn 400.000 đô la. Số còn lại, ông Thọ khai đã tiêu hết. Được biết, trước khi về Bến Tre giữ chức bí thư tỉnh ủy, vào tháng 7 năm 2021, ông Thọ từng có 3 năm làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng công thương, tức là Vietinbank. Trước khi bị bắt, bí thư Thọ đã bị xử lý kỷ luật vì bị phát hiện có số dư hơn 3.000 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và không giải trình được. Đó là chưa kể đến số cổ phần hay trái phiếu trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Vậy mà tháng 7 năm 2021, báo Tuổi Trẻ cho hay khi trao quyết định bổ nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre cho ông Thọ, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đánh giá ông Thọ là một lãnh đạo trẻ có năng lực và bản lĩnh chính trị tốt. Theo giấy thạo tin, Lê Đức Thọ là đệ tử của cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, tức Bình Ruổi. Với sự hậu thuẫn của ông Bình, Thọ đã ỷ nhiều tiền để nhằm nhè vận động để giành chiếc ghế thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Nhiệm kỳ Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Cho nên, ông Thọ đã bị các thế lực kình địch trong đảng phang cho nước phải chấm dứt sự nghiệp chính trị tại Hội nghị Trung ương 8, sau đó bị tống vào tù. Ngoài ra cũng có tin cho rằng bí thư Thọ đã bị bắt vì tội quá giàu nhưng không chịu trung trì theo luật ngầm trong đảng. Đáng lo hơn, không hiểu vì sao các quan chức lãnh đạo thời ông Trọng có một sở thích quái đản, đó là luôn đeo đồng hồ Patek Philippe mà mỗi chiếc trị giá bằng mấy căn nhà. Phải chăng đây là lý do khiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tự hào chưa có bao giờ được như bây giờ? Nghiêm trọng hơn nữa, trong đảng hiện nay không chỉ có một người như ông Thọ mà còn có vô số người khác chưa bị lộ. Chống tham nhũng theo kiểu ông Trọng, nếu quan tham không may bị lộ, thì các lãnh đạo từ cấp ủy viên trung ương trở lên được phép chủ động xin thôi chức và nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng. Khi đó họ chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật trong nội bộ đảng mà không bị xử lý hình sự. Quy định này đã được nghị quyết hóa bằng chỉ thị số 20TB vào ngày 8/9 năm 2022 của Bộ Chính trị. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng với chủ trương như vậy, thực chất là chính sách khuyến khích tham nhũng của ông Trọng. Như vậy, chỉ có các lãnh đạo ngu mới không vơ vét để mà làm giàu. Cũng xin nhắc lại, trước Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10 năm 2023, tin Hành Lang cho biết Lê Đức Thọ từng phân bua rằng ông bị đánh hội đồng. Ông Thọ khẳng định, ông sao giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là trưởng ban tổ chức Trung ương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, lãnh đạo có bản lĩnh chính trị tốt là như thế này hay sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de